quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hèn quá Bi ơi, nửa Bi. Và hôm mà mệt quá. Sao? Quay nãy giờ chóng mặt rồi. Tập cho mình phải phá cách, mình có một tạo nét như vậy. Chóng mặt quá rồi. Dạ. Mới nói hai câu à. Vậy sao đội làm MC được chọn? Hai câu là cái ngon nhất gửi đến quý khán giả thôi, chứ nãy giờ em với anh quay chắc cũng chục vòng rồi. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao, và vừa rồi Hoài Rapper cùng với B-Max đang cố gắng làm sao tạo một cái điểm nhấn ngày hôm nay để gây ấn tượng với tất cả mọi người. Điểm nhấn. Em ơi, chương trình nó liên quan tới ẩm thực chứ phải là võ thuật. Thì mình nhớ nè, mà kiểu mà nó xa mình cũng nhớ là vậy. Cảm ơn B-Max đã nhận lời tham gia cùng với Khẩu vị ngôi sao. Dạ. Hãy sẵn sàng với những món quà tinh thần liên quan đến những món ăn ngon. Wow. Để phục vụ cho bạn ngày hôm nay. Sẵn sàng nha. Dạ sẵn sàng. Và bên cạnh đó, đó chính là sự gặp gỡ với hai bạn fan hâm mộ rất là đáng yêu và dễ thương, đã theo dõi bạn từ rất lâu rồi. Dạ. Sẵn sàng nhé. Dạ sẵn sàng. Nhưng mà bây giờ là mọi người đang quan tâm đến cái khẩu phần ăn của bạn nè. Một ngày ăn mấy bữa? Ngày em ăn trung bình tầm 4 bữa. 4 bữa là bữa nào nè? Bữa sáng. Bữa trưa. Bữa chiều. Bữa chiều và bữa tối. Ủa, bữa chiều là ăn dặm, ăn nhẹ, ăn xế hả? Nói chung là ăn trước khi đi tập á. Dạo này nhìn cơ thể này nọ cũng nở nang lắm nha. Dạ đúng rồi. Mất kiểm soát là bị thừa cân đấy, cẩn thận nha. Vậy là bạn có tập luyện thêm vào buổi chiều? Dạ đúng rồi, tại em cũng hay chơi tập gym với lại môn thể thao đá banh. Ồ, quá tốt. Như vậy thì B-Max sẽ cần một thức đơn giàu dinh dưỡng ngày hôm nay để phục vụ anh ấy. Dạ. Chúng ta hãy khám phá khẩu vị ngôi sao của B-Max. Xin mời. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng khám phá khẩu vị ngôi sao của diễn viên B-Max. Và hy vọng là hai bạn fan hâm mộ với những chia sẻ ban đầu của Bi sẽ giúp cho các bạn ấy nấu ăn thật ngon và đúng với khẩu vị của bạn nha. Dạ. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của fan hâm mộ. Ôi, tôi mong chờ cặp đôi này lắm, bởi vì tôi biết được các bạn rất là dễ thương với vẻ ngoài rất là điển trai và đẹp gái. Xin được chào bạn Tuyết Mai và Thành Tuất, xin mời. Yeah. Yeah. Hello em. Đó, đẹp trai không? Chào em. Hello em. Hả? Chào em MC vậy chưa? Hay chưa? Chào hai bạn. Chào tình anh. Cảm của hai bạn ra sao dành cho B-Max nào? Em biết anh B-Max trước là từ phim Gia đình số 1. Cảm ơn em. Em rất là ấn tượng cái vai diễn của anh. Vậy em đoán xem tính cách của anh chàng này là như thế nào? Năng động, vui vẻ. Đúng rồi. Và bên cạnh đó là rất là hòa đồng với mọi người, mà dễ ăn, dễ uống, dễ nuôi nữa. Đúng rồi, anh dễ nuôi lắm em. Cảm ơn Tuyết Mai. Còn Thanh Tuất? Em tên là Thanh Tuất, năm nay em 25 tuổi và hiện tại đang là làm về lĩnh vực sản xuất, đồng thời cũng là một người dẫn chương trình tự do. Ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc là mang đến những món ăn thật đặc sắc cho anh B-Max thì em cũng muốn là học hỏi từ anh Hoàng Rapper thêm, và biết đâu đấy sau này em có thể trở thành host của Khẩu vị ngôi sao chẳng hạn, thay thế anh Hoàng Rapper. Rồi xong luôn. Một cái câu lời mời mang tính chất đe dọa, hâm dọa giật đồ cơm của tôi. Thật ra em học hỏi nhiều hơn. Còn chia sẻ một chút về anh B-Max thì thật ra là em cũng theo dõi một vài cái dự án và những bộ phim anh tham gia, thì cái mà em thích nhất là kiểu như là cái vẻ đẹp ngầu ngầu ấy. Em cũng muốn mình hướng tới cái vẻ đẹp ngầu ngầu như vậy. Ngầu ngầu là cool boy. Ngầu, dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn, cảm ơn nhiều. Cảm ơn Tuất, ngày hôm nay lỡ như mà đang dẫn trình bị tuột máu hay tuột huyết xong cái mình xỉu, đã có người thay thế. Nhưng mà anh ơi, em có thể tìm hiểu thêm về đối thủ của em ở đây được không? Tôi đang mong chờ cô gái này với vẻ ngoài xinh đẹp này, thì cô ấy đang làm công việc gì nào? Em năm nay 19 tuổi, em hiện đang là sinh viên. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta cùng khám phá khu vực ngôi sao với tủ lạnh này. Wow, rất đa dạng phong phú, rất nhiều thức ăn ngon. Trên rừng dưới biển cái gì cũng có hết. Bị ơi, trong đây có những món mà em thích hay không? Dạ có, em thấy là có nha. Nhiều không, nhiều không? Nhiều. Ồ, trong đây có món nào mà em cảm thấy không thích, ghét, em dị ứng không? Có luôn. Nhiều ít? Vài món. Xương xương vài món nè. Bạn Tuất và bạn Mai cố gắng nhớ lại những hình ảnh này để lát nữa mình vượt thử thách đầu tiên. Rồi, cảm ơn các bạn. Ai chà, có vẻ như B-Max đang cảm thấy rất muốn ăn rồi đúng không? Đúng rồi. Ngoài cái việc chia sẻ là có những món ăn trong đây bạn thích, thì hãy cho tôi biết đó là món nó liên quan đến món mặn, món chay, món ngọt hay là trái cây? Em sẽ chọn là món mặn. Thì em thích những hương vị nào? Khẩu vị của em giờ mới nói là ba em người Bắc, mẹ em người Trung, em sinh ở Nam cho nên là Bắc Trung Nam ăn được hết. Đủ nguồn nguyên Việt Nam luôn. Wow, dễ là quá. Cũng phải có hơi mặn mặn, nó hơi ngọt ngọt chứ mà nó mặn quá cũng không được, nó ngọt quá cũng không được, nên vậy cũng nhớ, không biết nhớ sao. Nhớ nha. Bạn ăn cay được không? Cay được anh. Cay được luôn. Mà cay quá thì lại không được. Wow. Cái vị nào mà không thích không? Vị đắng. À, vị đắng, nhớ nha. Mình nấu mình cố gắng tránh mấy món như liên quan đến rau đắng hay khổ qua.
Đúng nghe rồi. Không lát nữa mà lỡ mình nấu không đúng cái hương vị của anh chàng này thích là coi như toi luôn. Rồi cảm ơn Mi Mắt. Và bây giờ chúng ta hãy tiến vào bếp nào. Xin mời. Cái gì vậy ê? Đây, hai gian bếp của hai bạn cố gắng tận dụng những gì mình có trong tay để chế biến thức ăn nhé. Mi Mắt cũng sẽ theo dõi quá trình vượt thử thách của các bạn để chúng ta cùng nhau khám phá nguyên liệu chính và nguyên liệu phụ. Đầu tiên sẽ là nguyên liệu chính, đó là hai món mà chưa biết hai món gì. Lát nữa chúng ta ai là người giành ưu thế để có thể chọn được một trong hai món này thì đúng với sở trường của chính mình. Món còn lại sẽ thuộc về đối thủ. Cố gắng nhé. Trong vòng 60 giây, các bạn cố gắng chạy về khu vực siêu thị ở đằng sau lưng của Mi Mắt. Các bạn đi chợ, mỗi lượt đi được lấy một món mà mình phải phán đoán xem món đó có hợp khẩu vị với anh chàng này hay không. Hãy cứ lấy về nghe. Hỏi hỏi chờ đón xem. 60 giây bắt đầu. Năm, bốn, một, hết giờ. Bạn muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào trước, bạn Tuất hay bạn Mai? Dạ em cho Mai trước. Dạ. Chúc mừng bạn Mai, chà khá khá nha. Bữa nay ăn bận rất là trẻ trung, năng động nên bạn di chuyển khá nhanh. Lấy về đây 6 món. Mi Mắt, trong 6 món ăn này bạn thích mấy món? Em thích 6 món luôn. Hả? Trời em ơi. Em thấy vậy là em không được chọn món này. Tại vì bên nói 6 món, em có 5 món thôi mà thích hết 6 món là em thua chắc rồi. Tâm ai biết được phong thủy mình tốt hơn. Mình lùi lại một bước rồi mình lấy đà, mình bắn lên xa. Chính xác. Chúc mừng bạn Mai, như vậy là bạn đã 6 món tuyệt đối mà Mi Mắt đều thích hết. Ghê thiệt, em ăn ghê thiệt Mi. Đỉnh cao. Kiểm tra bên đây cho nó đúng thủ tục. Chứ bên đây có 5 món thôi. Em nhường anh, em nhường cho nữ chạy á. Mi Mắt ơi, 5 món này bạn thích mấy món? 5 món à? 5 món, vẫn là tuyệt đối. Bạn cũng đã có phán đoán khá là tinh tế. Khi đoán được 5 món chính xác, tuyệt đối dành cho bạn Mi Mắt. Nhưng mà mình chỉ kém một món so với bạn trước Mai thôi. Xem như mình đàn ông trai, điển dạ. Trai nhường lại cho người đẹp. Hồi nãy thấy me chụp cái rau câu mà chụp là có luôn đó. Ừ. Đây là hai nguyên liệu chính. Chưa biết được là bạn Tuyết Mai là người đã giành được quyền ưu tiên sẽ chọn món nào đây. Một là gà. Wow, gà nửa con nha. Nhìn ngon miệng lắm đó. Đây là cá lóc nữa. Thì em chọn gà hay cá? Em chọn gà. Sao vậy? Tại em thích ăn gà. Ủa em thích được, em chắc gì Bi thích. Em thấy nãy giờ cùng hỗn vị chắc cũng thích. Hả? Em đoán vậy. Rồi, như vậy thì bạn đã chọn món gà. Nào Bi, tặng gà cho bạn ấy đi. Tặng gà cho em đây. Ngon á, gà này ngon á. Bạn kia đâu có quyền lựa chọn. Đúng rồi, không còn quyền lựa chọn nữa. Không còn quyền lựa chọn nữa. Không còn quyền lựa chọn nữa. Bắt buộc con cá lóc này đã thuộc về bạn Tuất. Cá lóc thấy cái đùm ruột này cũng ngon nè. Cảm ơn anh. Không, dù sao anh nghĩ là cá lóc cũng dễ nấu á Tuất. Tại vì em thích gà. Hay quá, em không thích gà, em chọn cá. Dạ. Coi như là cái duyên đi. Dạ. Chờ đón xem nguyên liệu phụ đi kèm với hai nguyên liệu chính này là gì. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Hãy sẵn sàng bước vào vòng tiếp sức thực phẩm. Tại vòng thi đấu này, Mi Mắt sẽ là người trực tiếp phán đoán xem phần gợi ý của hai bạn fan hâm mộ sẽ là gì. Đề bài sẽ đưa ra ở đằng sau lưng Bi. Nhiệm vụ của người đầu tiên đó chính là bạn Tuyết Mai. Bạn cố gắng bằng lời nói của mình nè, hình thể của mình gợi ý cho anh Bi biết được rằng em đang mô tả về món ăn nào hay là sự vật như thế nào. Chỉ có 60 giây đầu tiên để làm việc đó thôi. 30 giây tiếp theo, Mi Mắt nhớ lại những món hợp lệ, đi siêu thị lấy về đưa lại cho bạn Tuyết Mai. Yeah. Nếu như chỉ cần thiếu một trong số những món ăn nguyên liệu phụ này là xem như em phải chịu trách nhiệm với Tuyết Mai suốt trọn cả cuộc đời. Ghê vậy. Tuyết Mai, anh biết là cái tính em hơi hiền. Nhưng mà với phần thi đấu này không được hiền. Mình đầy lăng dữ lắm nha. Nên em phải tận dụng lợi thế của mình là nhan sắc hả? Để mình cố gắng làm sao mà diễn tả thật là kỹ cho anh Bi anh hiểu. 3, 2, 1, bắt đầu. Lạc, người Bắc gọi nó là lạc. Đậu phộng. Giỏi, đúng rồi đó, không được phạm quy nha. Trông đầm gì đẹp bằng. Sen. Cái gì cặp. Nói sen. Hay quá mà Bi. Cái màu xanh xanh ăn với rau răm á. Rồi, ăn với rau răm. Cái cặp. Con thỏ thích ăn này. À, ăn carrot. Dạ đúng rồi. Năm. Đông. Nam Bắc. Tây. Ba. Nam Tây. Dạ đúng. Hai, rồi. Một. Chua chua. Hết 60 giây. Nào, 30 giây đi chợ thôi. Sao đi vô đó hả? Đúng rồi, Bi.
Bi ráng chạy đi lấy những món ăn mà mình nhớ với phần gợi ý của Tuyết Mai nào. Những món hợp lệ nha, cố gắng lên. Chỉ có 30 giây thôi, không có nhiều thời gian đi đi chợ đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Nhanh nào, nhanh nào. Sắp hết giờ chưa nào? 5 4 3 2 1 hết giờ. Chà, cũng cố gắng kiểm tra xem đề bài mình có bị thiếu món nào hay không. Đầu tiên, đậu phộng ngoài Bắc Đà Lạt rất là nhanh, em tận dụng thời gian rất tốt. Tiếp theo, ngõ sen trong đầm. Chính xác. Ổn quá, em bị quýu à. Dạ đúng rồi, em tính nói là ăn chung với lại hộp vịt lộn. Cùng ăn chung với rau răm, em làm anh cũng không biết ăn cái gì với rau răm mà xanh xanh nữa. Tiếp theo là cà rốt. Chính xác luôn. Hành tây hơi uổng ha, hết giờ chỗ này. Hành tây có nói đúng anh. Món tiếp theo đó chính là quả chanh. Chanh. Như vậy là với tất cả những món này bạn đang bị thiếu mất chanh và rau răm. Bi, chúc mừng em đã bị phạt. Chơi chả lẽ phạt người đẹp. Em nở sao? Ok đó, anh. Ok, đàn ông gái ga lăng mà thần tượng đúng mà. Phải chịu thôi, sao vậy anh? Giờ phạt. Chờ đón xem hình phạt của em có tăng gấp đôi không khi mà bây giờ bạn tốt cũng sẽ vào vị trí. Tuấn ơi, em đã có chút xíu kinh nghiệm đến từ phần thi đấu của bạn Mai rồi. Bây giờ dạ, cố gắng lên nha. 3, 2, 1, bắt đầu. À, cái nãy Đông Nam Bắc á. Tây, hành tây. Dạ rồi. Cái gì mà chị em ăn gì với mì gói rồi bún này kia. Trứng. Cộng á. Thôi cho qua đi ạ. À, con gì ô vịt. Cái gì? Con heo. À, con cuốn hay gặm gì? Xương. À, xương heo. Rồi. Hay quá. À, cái này là mụn người ta hay đắp á. Bột nghệ. Rồi. Hay quá. Cái bạn không thích cái vị đó. Đắng. Mướp đắng. À, rau đắng. Rồi. Hay quá. 5 4 3 2 cho em lại cái nãy 2 1 hết 60 giây. Nào, 30 giây tiếp theo chúng ta tiếp tục đi siêu thị đem về những món. Ủa, rau đắng là nào ta? Bạn ấy vừa mới chia sẻ. Cố gắng nào, cố gắng nào. Không phụ Bi được nha Bi. Chỉ có 30 giây thôi Bi. Nhanh đi Bi. Trời, trễ giờ cái là không được món nào luôn, là khỏi ăn luôn Bi. Sắp hết giờ rồi Bi. Nè Bi. Thiếu gì Bi ơi? Hết giờ. Chúng ta kiểm tra đề bài nha. Đầu tiên sẽ là hành tây. Có hành tây. Có hành tây. Có hành tây. Chính xác. Tiếp theo. Cái này là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất. Đó, ổn quá. Tiếp theo. Hay nè, cái này thông minh nè. Cuốn gặm gì? Gặm xương. À, con gì kia được? Con heo. Bị mụn, đắp bột nghệ. Hay luôn. Dạ. Đây, cái món mà Bi mắt không thích. Dạ, tại vì không thích cho nên em bỏ ra luôn. Ừ. Như vậy là với những món ăn này thì bạn đang bị thiếu bột bánh canh. Một trong những phần rất quan trọng của món ăn của mình. Nên vẫn là trách nhiệm thuộc về Bi mắt. Chuẩn bị sẵn sàng và chờ đón xem hình phạt của Bi như thế nào. Sẵn sàng nha Bi mắt. Trước khi bước vào phần chinh phục khẩu vị ngôi sao, chúng ta hãy đến với phần vượt thử thách và chịu hình phạt của nghệ sĩ chính ngày hôm nay là Bi mắt. Bạn chịu hoàn toàn trước cuộc tình này, những trách nhiệm mà mình đem về những nguyên liệu phụ đang bị thiếu của cả Tuất và Mai. Ủa là em phải làm gì ta? Em hả? Dạ. Cắm bông. Rồi còn cột tay em vậy sao mà? Người ta là bình thường hái bông bằng tay. Bữa nay anh cột cái tay em lại để lấy bằng răng. Không có nhúc nhích được luôn đó. Ừ, dây anh mua mà. Dây anh mua mà. Khủng khiếp chưa? Nào, cố gắng lấy được 3 đóa hoa hồng rất xinh đẹp bằng răng. Đó là nghề của em rồi. Sau đó em di chuyển, em vượt qua các chướng ngại vật, rồi em đặt về vị trí đích đến. Hoàn thành trong vòng thời gian chỉ có 5 phút thôi, em sẽ chiến thắng, đem về nguyên liệu phụ bị thiếu. 3, 2, 1, bắt đầu. Giống như tắc kè vậy đó. Hay quá Bi. Đó, giỏi, đi. Còn cái nữa. Cái nữa luôn nè. À, lấy cùng lúc đi. Té té. Bắn lên nè, nhảy lên luôn nè. Hay quá Bi. Hí, nội công của môi nè, thâm hậu nè. Ghê thiệt. Cái đủ ba. Không được đụng nha. Đụng là đi lại á. Đụng là đi lại á. Bằng răng nha. Giỏi. Ui, ghê vậy. Cố lên, để anh phụ cho. Ủa, em lấy đi ở đâu nữa? À, đây nữa à. Wow, sẵn sạch sẽ rửa ha. Hay quá em ơi. Xuất sắc luôn Bi ơi. Bông mà đem về, em tặng ai đây? Mời em, tặng em. Em cảm ơn anh. Chúc em vui. Bạn đã hoàn thành rất xuất sắc trong vòng thời gian 5 phút. Chúc mừng người mắt. Và bây giờ sẽ là phần trao tặng những nguyên liệu phụ bị thiếu dành cho bạn Thành Tuấn và Tuyết Mai. Xin mời.
Tất cả những nguyên liệu phụ và nguyên liệu chính đã hội tụ về đây đầy đủ hết rồi. Em suy đoán xem Tuyết Mai, với những thành phần nguyên liệu này thì em làm gì ta? Chắc gõ ngó sten trộn với gà quá. Dạ em cũng nghĩ vậy. Để chờ đón xem là có sự sáng tạo nào bởi bàn tay khéo léo của Tuyết Mai hay không. Cố gắng nha. Còn với Thanh Tuất nè, đoán xem mình làm món gì ta? Em... bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc không ta? Một món ăn rất là nổi tiếng của miền Tây đó. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là cái phần rau đắng nha. Cẩn thận nha, anh chàng này không thích đắng. Em sẽ nấu theo phong cách của người miền Trung. Ghê không? Bỏ rau đắng ra cho anh bị mắt ăn. Để chờ đón xem, xem. Rồi, như vậy thì xin mời hai bạn hãy bắt tay vào việc chế biến của mình. Chúc cho hai bạn thành công. Bị mắt đi hái hoa tiếp với anh nha. Ghê dạ. Tay tuyên dương cho một cái tinh thần nấu ăn thật là tuyệt vời dành cho các bạn. Thơm từ xa xa đã ngửi thấy rồi, rất là kích thích. Và cái đó nhìn vào cái thành phẩm của các bạn, wow, rất ấn tượng. Tuyết Mai đặt tên món ăn là gì nào? Từ gà là kê. Mà dĩa hình chữ O. Ok. Món ăn ok. Ok. Rồi. Ở đây món gì ạ? À? Tên đội nha là bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc. Ờ, à, vậy đi. Rồi, xin mời hai bạn về ghế để chia sẻ nhiều hơn về tình cảm của mình nào. Và đây là món bánh canh cá lóc của bạn Thành Tuất. Thì với món ăn này, bạn muốn chia sẻ tình cảm, tâm tư của mình ra sao với bạn Bi Mắt? Thật ra thì với cái món bánh canh này thì như lúc nãy anh Bi Mắt có chia sẻ là Bắc Trung Nam thì các món đều anh đều có thể ăn được, các vị đều có thể ăn được. Nhưng mà với cái món bánh canh cá lóc thì thường nó sẽ mang hương vị miền Tây nhiều hơn. Tuy nhiên thì em muốn mang đến một chút hương vị của người miền Trung, hơi đậm đà một chút. Và bên cạnh đó thì em cho vào đó một tí xương heo. Thì em nghĩ là thường thường thì người ta chỉ ăn với cá lóc thôi. Nhưng mà em cho vào để mà nếu như mà anh không thích cá lóc thì mình có thể ăn thêm. Cái cách mà mình khử mùi cá là gì ta? Cái bước đơn giản nhất thì mình sẽ tẩy bằng muối. Nhưng mà nếu mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ dùng bằng rượu. Ok. Hoặc là trong cái quá trình mà mình ướp cá thì mình cũng có thể cho thêm nhiều cái gia vị để nó khử mùi tanh của cá đi. Ví dụ như là hành tây, đó thì những cái vị đó nó sẽ át đi cái mùi tanh của cá. Có vẻ nội trợ cũng giỏi anh nha. Kiến thức rất là cần thiết đó. Và đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu đến cho khán giả. Hợp lý quá, giới thiệu nghe rất là suông tai. Nên bây giờ mình thử thôi nào. Nào, thử nè. Đây, bánh canh nha, bánh canh nhà làm nha. Bánh canh thơm bột nè. Dẻo không? Dẻo. Đều không? Đều. Giòn. Phần cá như nào nào? Ngọt không? Ngọt. Mà cá là ok. Rất là thơm. Rất là dai rồi tươi. Như vậy là có phải là nhờ phần xương heo đã ngọt rồi hen. Rồi thêm phần cá nữa vô ngọt nước. Như vậy với cái món ăn này thì bạn muốn chúc cho Bi Mắt cái tình cảm lời chúc nào không? Với cái món ăn này thì em hy vọng là anh Bi Mắt sẽ thành công hơn với cái con đường sự nghiệp sắp tới. Và sau khi mà thưởng thức cái món ăn đó rồi thì hãy nhớ tới một người bạn, một người fan hâm mộ là MC Thanh Tuất. Cảm ơn em rất nhiều. Tiếp tục với món ăn tiếp theo. Đây, bên đây chính là món ok. Ok. Món ok của bạn Tuyết Mai. Dạ. Bà trí rất đẹp. Với món ăn này em muốn chúc anh Bi điều gì? Thực ra cũng giống như anh Tuất là món ăn chỉ là tượng trưng, là món quà gửi đến anh Bi thôi. Còn chính thì em vẫn muốn chúc anh Bi là có thật nhiều vai diễn thật thành công hơn, thật ấn tượng hơn, sẽ đến với khán giả tốt hơn. Ok, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn. Còn với phần chế biến, chà cũng khá cực ấy. Tại vì anh thấy là em chuẩn bị khá là chi tiết và chi ly những cái tiểu tiết nhỏ bên trong đây. Đây là món gỏi. Dạ đúng rồi. Gỏi thì cái bí quyết làm, thứ nhất là cái nước trộn, nước pha. Dạ. Thứ hai là cái nước chấm. Dạ. Thì làm sao để em giữ cân bằng để không bị cái nước nó bị ứ ra ngoài quá nhiều? Đầu tiên là cái ngó sen á.
thì em sẽ bóp chung với cái nước mình để mình trộn làm gỏi trước cho nó thấm. Còn cái phần thịt với lại mấy phần kia em bóp chung, sau đó em mới lấy hai phần đó hòa quyện vô lại với nhau thì nó sẽ không bị dư nước của hai bên, tại vì hai bên nó đã ráo bớt rồi. À hay quá. Đây lại một bí kíp nữa, gặp anh không biết đấy. Hôm nay em chia sẻ anh mới biết, hóa ra đó là cách để chúng ta, thứ nhất là để cho gia vị nó thấm từ sớm luôn á. Dạ đúng rồi. Nên ăn nó rất vừa miệng, không phải chờ lâu. Thứ hai là hai phần nước đó mình đã làm, hai phần trộn đó mình đã làm từ trước rồi. Dạ đúng rồi. Khi ráp chung lại thì nó sẽ khô ráo hơn. Thử nào. Đẹp quá, trời ơi, đẹp, nấu ăn cho rau rồi làm cái kéo tay nữa mà làm kỹ lưỡng nữa. Nhưng để chờ xem liệu rằng đôi tay cô ấy có mạnh tay quá hay không, làm cho ngó sen nó bị dập. Không hề dập nên rất giòn. Giòn à? Rất giòn. Khéo đó. Cái phần ngó sen đó em thái ra với tỷ lệ như thế nào? Dạ em thái ra là một cây ngó sen dài như thế này, em sẽ thái làm 3 phần. Xong rồi em cắt nhỏ ra từng phần nữa. Rồi em mới trộn. Êm. Trời ơi, nhìn, em ơi, nhìn mà chảy miếng luôn á. Nó có chua chua không? Có chua rất là vừa. Chua là nhờ chanh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nó có mặn mặn không? Có mặn luôn. Nó có ngọt ngọt không? Có ngọt luôn. Ngọt là nhờ phần thịt gà đó. Nói chung là thấy gà nó không bị khô. Dạ đúng. Gà chín vừa tới. Rõ ràng với đôi bàn tay của người đẹp, chúng ta đã chế biến từ nguyên liệu chính là khoảng chừng một nửa con gà. Như vậy là với phần thưởng thức vừa rồi, chúng ta đã biết được hai món ăn này đã gây ấn tượng khá mạnh, khá sung, khá tốt vào trong tâm hồn ăn uống của Bi Mắt. Bây giờ Bi, quan trọng nè, ăn rồi thì phải nhận định và đưa ra kết quả cuối cùng, ai là người chiến thắng ngày hôm nay cùng với Không Vì Con Sao. Thật sự là ngày hôm nay em rất là cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là đã may mắn cho mình khi mà mình có hai bạn thí sinh tham gia ngày hôm nay đều nó ăn rất ngon. Cho nên mà thật sự nếu mà hôm nay có người nào mà không may mắn không thắng thì nó chỉ thua nhau cái chút xíu thôi. Ai nào, món nào? Một là món bánh canh cá lóc theo phong cách truyền thống, pha trộn hai vùng miền, miền Tây và miền Trung của bạn Thanh Tuất. Hai là món gỏi gà hoke của bạn Tuyết Mai. Khó quá. Khó. Thật sự khó. Hãy nhớ tới một người bạn, một người fan hâm mộ là MC Thanh Tuất. Chịu trách nhiệm với Tuyết Mai suốt trọn cả cuộc đời. Mà cá là ok à. Rất là thơm, rất là dai và tươi. Nói chung là em thấy gà nó không bị khô. Dạ, gà chúng vừa tới. Bi Mắt quyết định là món gà ok. Các bạn Tuyết Mai sẽ là người chiến thắng. Yeah, chúc mừng Tuyết Mai. Cảm ơn em rất nhiều. Chúc mừng bạn Thanh Tuấn, ngày hôm nay bạn cũng về nhì với món bánh cành cá lóc. Nào, chúng ta đến đây chia sẻ niềm vui với Bi. Và bây giờ sẽ là phần trao quà. Đây là bảng tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món ăn thắng cuộc. Mời em. Mời anh. Em truyền lại cho anh Bi. Anh Bi truyền lại cho bạn Tuyết Mai. Chúc mừng Tuyết Mai. Ok em. Chưa hết nha, thêm một phần quà của chương trình dành tặng cho Tuyết Mai nữa. Rồi. Hiện kim có rồi, hiện vật cũng có luôn. Chúc mừng Tuyết Mai. Đây, chờ gì nữa, tặng thêm cho giải nhì ngày hôm nay là bạn Thanh Tuất với một phần quà đến từ chương trình của chúng tôi. Cảm xúc của Tuyết Mai như thế nào ạ? Nói chung là em rất là vui, tại vì món này cũng là món đầu tiên em làm kỳ công như vậy. Do mẹ chỉ, em cảm thấy cảm ơn mẹ nhiều. Nhờ mẹ với lại chương trình thì em mới biết làm thêm được một món ăn. Chắc là rất bất ngờ khi ngày hôm nay mình lại giành chiến thắng đúng không nào? Dạ. Còn với Thanh Tuất thì sao? Em cũng khá là vui vì ngày hôm nay có thể mang đến một món ăn cho anh Bi Mắt. Thật sự là lúc nãy nhìn cái món ăn được trang trí rất là kỳ công của Mai thì em cũng khá là thích. Như lúc đầu em chia sẻ thì đến đây có hai mục đích. Thì mục đích đầu tiên mang món ăn đến cho Bi Mắt là thực hiện được rồi. Yeah. Còn mục đích thứ hai là có chuyện được ghế của MC không? Dạ. Tùy thuộc vào. Hay là một lát nữa anh có thể cho em chào thử. Kết thử đi anh. Thử đi. Dạ. Em vui quá. Chưa bao giờ cuộc thi nào em được giải nhì luôn á. Em được người ta mệnh danh là nữ hoàng 34. Xin được chúc mừng anh Hoàng Rapper với giải nhì ngày hôm nay. Và xin được chúc mừng Tuyết Mai một lần nữa với giải nhất. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã cùng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cùng với anh Bi Mắt. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao trong số tiếp theo. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 17:50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Được chưa? Anh khen em câu đi. Được. Và bây giờ Hoàng Rapper cùng với tất cả mọi người xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.